Mến chào quý vị khán giả đang xem trên kênh Đồng Hải kết nối khám phá du lịch. Ngày hôm nay thì mình lại phải có công việc đi ra ngoài thành phố. Cụ thể là mình đi ra để nhận một cái món quà của anh Long ở trong thành phố Hồ Chí Minh. Anh ấy gửi cho cháu Xính, đó là một bộ máy phát điện năng lượng mặt trời công suất tương đối lớn. Do đó mình đã được báo là hàng đã chuyển đến Hà Giang. Nên giờ mình đang chuẩn bị xe của cháu Xính để mình xuống núi. Hiện giờ là mình đang trên đường đi từ trong Thuận Hòa để đi ra ngoài thành phố Hà Giang. Giờ mình đã ra đến đường quốc lộ rồi. Hôm nay mình ra ngoài thành phố thì cũng có một số việc, mua xăng này, mua một số đinh điếc rồi dây thép, và đặc biệt là phải mua thêm một quả pin dự phòng công suất thật là lớn. Chứ nếu không là cứ như buổi sáng nay là mình không còn một tí pin nào nữa cả, vì mấy hôm vừa rồi là trời mưa nên cái năng lượng bé xíu của cháu Sinh ấy thì nó không coi như tích được một chút điện nào, do đó máy gần như là hết nhãn điện, không thể quay, không thể đăng video lên được. Giờ mình đã đi đến đầu cầu Yên Viên 2, đến cái cửa hàng bán đồ chơi công nghệ điện thoại, máy tính chính hãng, đó là cửa hàng Hà Linh. Ở đây thì bán hàng rất là uy tín và hàng giá rất là hợp lý mọi người ạ. Mình sẽ đi vào cửa hàng này để mình thì mua lấy quả pin dự phòng dung lượng nó thật lớn ấy. Cháu à? Cháu xem có cái quả pin dự phòng nào mà dung lượng lớn ấy thì để cho cháu. Cái lớn nhất là cháu thôi. Đây, cái cửa hàng này thì là bán hàng rất uy tín thì mọi người vẫn đã nói rồi. Đây, gần đầu cầu Yên Viên 2 thì mình đến đây mình mua. Thế đây, cho chú xem này. Đây là cái 20.000, cái này là cái tốt cho cháu đây. Đây là hàng này là của hàng Zimax. À Zimax, rồi cái hàng này là đúng là tên tuổi. Bảo hành 15. Rồi thì chú rất cảm ơn. Đây. Cái này là sạc 20W, nó cũng là lại sạc nhanh luôn. Sạc nhanh thì chắc là vào cái máy của chú là cái sạc ra vào được rồi. Đấy. Đây là mình mua một quả pin này. Ở cửa hàng này bán giá cả rất hợp lý nên mình và có uy tín nên mình đã tìm đi thẳng đến đây. Rồi thế thì cho chú lấy quả này. Quả này là bao tiền cháu nhỉ? Này là 79 thì cháu lấy chú 700 cho bớt chú 90.000 chú ạ. Chú rất cảm ơn cháu rất nhiều đấy, coi như là bởi vì nó có. Rồi rồi ok, rồi đây chú thấy rồi. Đấy. Các bạn ạ, coi như cửa hàng Hà Linh này thì bán hàng thì đã vốn dĩ mọi người vẫn thường hay đến đây mua và đã nói là mình cũng đã đến đây mua một vài lần. Hôm nay mình lại tiếp tục mua quả pin này bởi vì nói thật là nhân tiện cũng đi ra để ở chỗ chú không có điện. Vâng. Đấy, mà chú phải dùng mấy quả pin rồi nhưng mà không ấy thì hôm nay lại được có một mạnh thường quân ở trong Sài Gòn ta gửi ra cho một cái bộ năng lượng mặt trời mà công suất tương đối lớn, thế là có thể là sạc được nữa thì thế là chú phải mua thêm để dùng đấy. Vâng. Chú cảm ơn cháu nhá. Vâng, chào chú. Hiện giờ mình đã đến chỗ để lấy nhận cái đồ của anh Long gửi ra đây. Đây các bạn ạ, một cái tấm pin năng lượng tương đối lớn này, chắc là cũng nói chung bên ngoài vọc xốp nhưng mà chắc là cũng rất là lớn, mình chưa xem rõ nó là thể tích là bao nhiêu. Về mình sẽ bóc ra sau. Còn bên này thì sẽ là cái đồ chắc là pin và các cái thiết bị để đổi nguồn. Vâng, đây đấy, bây giờ mình đã nhận được cái đồ rồi. Rất cảm ơn anh Long rất nhiều đã giúp đỡ cho Đồng Hải và cháu Xính. Đây là mình phải gửi nhờ qua cái chỗ địa chỉ của em trai mình ấy. Chứ mình ở trên núi thì nó rất là khó, không một đơn vị nào người ta gửi lên đấy cho được. Giờ thì mình đã về đến nhà của cháu Xính ở dưới Lũng Cá. Đây, hôm nay mình đi ra nhận hàng thì được những thứ này đây. Bởi vì hôm nãy mình cũng còn chưa xem kỹ hết rõ đây. Cái địa chỉ này thì mình nhờ của thằng em Giai mình đang công tác
làm giảng viên ở trường sư phạm Hà Giang. Nên cứ có hàng của Mạnh Thường Quân gửi đến thì mình lại nhờ em trai mình cái địa chỉ đấy. Đấy. Còn đây là những cái đồ mình mua thêm mấy cân đinh, hai cân đinh loại to loại nhỏ này, rồi thì xăng để lên để chạy máy cưa này, sắt buộc, rồi kéo cái để cắt lung tung cái thứ này. Lạ nhất là vợ chồng của cháu ở trên đấy thì ăn mướp lại cứ toàn ăn cả vỏ, không biết nạo cái vỏ ra. Hôm nay mình nhớ ra đi chợ mình gặp cái mình mua cái nạo này chứ lại cứ ăn cái mướp ăn cả vỏ, không hiểu ăn kiểu gì, lại bảo là khen là nó giòn. Đấy. Hôm nay mình sẽ nghỉ lại ở đây để tối nay mình nạp điện cho các cái pin dự phòng với cả điện thoại với máy quay của mình. Chứ nói thật sự như hôm qua mưa một ngày ở trên đấy, thế là không còn một tí pin nào để liên lạc nữa, chứ không nói là để quay hay để làm gì nữa. Nên lần này lên thì được anh Long ở trong thành phố Hồ Chí Minh, anh lại giúp đỡ, anh lại cho tặng thêm một cái bộ năng lượng mặt trời này nữa. Hôm trước thì bác ấy đã gửi cho một cái cưa xăng đấy, cưa lốc của Nhật đấy, thì rất cảm ơn bác rất nhiều. Những cái dụng cụ, những cái đồ như này thì rất cần thiết đối với chú cháu và đồng hải trên lán. Cái bộ này thì chắc là tương đối là lớn đấy. Lần trước bác gửi đáng lẽ là ra trước rồi đấy, nhưng mà bác gửi ở bên một cái nhà vận chuyển hàng ấy, là cái gì mình quên tên này, thì người ta không nhận vì lý do là hàng cồng kềnh quá. Thế là vừa rồi bác lại chuyển sang bên cái đơn vị Viettel này thì người ta mới chuyển lên được đấy. Tối qua thì mình ngủ ở nhà cháu Xính để nạp điện vào các cái quả pin dự phòng và các máy quay rồi điện thoại rồi các thứ. Sáng nay lại tiếp tục buộc đồ nghề để lình kình lên trên lá đây. Đấy mọi người nhìn thấy không biết giống cái ông gì đấy nhỉ? Đi ship hàng không phải, đi buôn đồng nát thì giống hơn. Đấy lình kình xăng này, dầu rồi thì ba lô túi giết sắt thép đủ thứ. Đấy, đây là con đường đi lên trên Lũng Cáng đây. Đi ạ? Bây giờ đi đây. Đấy. Mọi người đang hối hả đi làm. Rồi giờ mình sẽ tiếp tục đi lên trên lán cháu Xính. Giờ thì mình đã vào đến chỗ cái nhà để mình gửi xe. Đó, cái xe mình đang biết ở hè đỏ đỏ đấy. Còn tất cả đồ đạc các thứ thì mình lại chuyển sang bên con chiến mã này. Đấy, con chiến mã này chỉ làm nhiệm vụ công thồ một số thứ này của bà Đồng Nát. À quên, ông Đồng Nát chứ. Đấy mọi người, lình kỉnh treo tai nọ tai kia, rồi thì buộc chằng buộc rúm đục linh tinh. Đấy, tấm pin này thì tí nữa phải để cháu Trương cháu ấy xuống, cháu ấy gùi lên cho. Nó rất nhẹ thôi nhưng mà không thể đèo bằng xe máy lên được, bởi vì nó chiều ngang, nó cồng kềnh, nó sẽ bị quệt vào trong cái tả ly đường và sẽ bị lộn cổ xuống vực ngay. Bây giờ là mình đang đợi cháu Trương đi bộ từ trên lán xuống. Đấy, con đường đi vào thì vẫn như ngày nào, nước vẫn cứ chảy rì rào đây, xong đến những cái vũng bùn rồi đến các cái dốc. Nói chung là con đường bất khuất. Đi nhanh nhờ. Chú vừa đến đây một tí thôi. Có nghỉ không? Có nghỉ đoạn nào không? Không. Căn bản nó chẳng qua nó cồng kềnh chứ còn nhẹ mà. Mới cả hôm nay nắng đi mệt rồi anh nhờ. Đấy. Hiện giờ là cháu Trương đã vác được cái tấm pin lên đây rồi. Cái này thì rất là nhẹ mà mình không dám đèo. Đem vào trong nhà cháu. Đem vào trong nhà. Hiện giờ thì cái bộ pin năng lượng mặt trời của bác Long ở trong quận Thủ Đức Sài Gòn gửi cho đã ra đến trang trại của cháu Xính rồi. Xính ơi, đâu rồi, đi vào đây nào. Vào đây chú cháu mình nhận quà ở đây này. Hôm qua chú cũng không bóc, bởi vì là chú muốn, bởi vì đây không phải là gửi cho chú mà đây gửi cho cháu.
chú là người nhận thôi. Vậy. Đấy, bộ này thì tương đối lớn, chắc chắn là bây giờ điện năng sẽ sử dụng cho gia đình thì ổn định rồi, không như trước nữa, không còn cảnh coi như đom đóm đực nữa. Không thích to à? Hả? Thế chứ. À thế. Đây nhá, xính nhá. Coi như là cái bộ năng lượng mặt trời này thì bây giờ là chú vẫn còn để nguyên. Đây là chú Nguyễn Thanh Long ở trong Sài Gòn. Cái chú mà hôm nọ gửi cưa mà tặng cho chú cháu mình ấy. Thì chú ấy thấy tình hình trên mình điện đóm nó khổ quá. Thì chú có đã gửi ra, thì chú gửi từ hôm nọ nhưng mà đến hôm nay thì mới hàng mới lên đến nơi, thì đấy chú đã đi nhận về rồi. Bây giờ cháu bóc ra đi. Bóc ra để nhận hàng đi, để còn đến lúc còn báo cáo với chú Long. Đấy, lấy con dao để cắt cái đi. Đã kéo. Mọi người ạ, thì cái vì lý do là mình ở trên lán với cháu Xính thì mình không có cái địa chỉ để cho người ta gửi hàng ấy, thì mình có gửi thông qua em trai mình là Đồng Thanh Phong, là giảng viên của trường sư phạm Hà Giang. Em Phong đã nhận thì Đồng Hải mới xuống đấy để Đồng Hải chuyển về. Bây giờ cháu Xính đang bóc khui đồ đây, có hồi hộp không? Có chứ. Ừ. Hôm nay chú còn mua một cái kéo to nữa đấy. Chú mua cái kéo. Dao nó sao? Không, dao là dao cũ của chú rồi, nhưng mà hôm nay chú mua cái kéo mới. Cái kéo 30 tỷ. Thôi để chú lấy kéo kia cho. Đấy, hiện giờ cháu Xính đang khui đồ. Còn cái cháu đổ dầu như thải vào sang đây. Mọi người nói như chú về sau chú phải bảo thôi đừng trách cháu đó, bởi vì cháu nó hao dùng quen cái máy của Trung Quốc. Cái này thì cái nó lại ngược lại, thế ý tứ nó như thế. Đấy, bây giờ là đang khui từ từ đó nhá, thật từ từ đó, chứ không vội gì với cả. Về đến nhà mình rồi nhất là bỏ ra một tiếng để bóc cũng được, bởi vì cái công người ta vận chuyển nó khó lắm. Mà cái đây là cái quà của một cái tấm lòng rất lớn của cái chú Long ấy đối với vợ chồng của cháu Xính. Như thế thì biết là cái tình cảm của đội như thế nào, nên mình phải rất trân trọng. Thật sự giá trị về cái kinh tế nó không lớn đâu, nhưng mà giá trị về cái thực tế để cái cần thiết, cái nhu cầu cần thiết nhất thì nó là rất là cao. Xính công nhận không? Đấy, cái bình tĩnh như lúc. Đấy, một cái phê này ác không? Đấy, mọi người như thế này. Đây, để mình quay toàn bộ cái khung pin đây. Đấy, bộ pin này thì công suất lớn lắm, để tí nữa mình sẽ xem cái bảng táp lô của nó sẽ là công suất bao nhiêu. Giờ đến bóc đến cái bộ phụ kiện, bộ để đổi điện, tích điện đây. Còn bên này mới là cái đấy, phiếu bảo hành cứ để đấy cho tí nữa chứ, cái phiếu bảo hành cứ kệ này, để đấy cái này bảo hành. Phiếu bảo hành mà có số điện thoại. À thì tất nhiên đây là con của cái công ty, thì nếu không nhầm công ty này nó nằm ở Hà Đông. Đấy. Chắc chắn là sáng nhiều rồi nhỉ. Mình cứ nhìn thấy này thấy đó. Là có ánh sáng rồi. Nhất là hôm nay trời này lại phù hộ nó nắng nữa. Cái này tí nữa mình chưa ấy được, cứ phơi ra nắng mà, phơi cái tấm này ra nắng không lẽ là... Đấy, giờ đây bóc cái cạnh, đấy, cắt cái cạnh này. Cái cạnh đấy, trước. Bên này nữa, cả bên này nữa.
Đây là dây, nhìn nó thấy dây điện đã hoành tráng rồi. Bóng điện. Đây bóng điện này, ui giời, còn cả bóng điện bóng sẵn này. Không đấy. Đây là mở hộp ra thì trước mắt là nhìn thấy hai cuộn dây điện này, chắc dây này chắc là để đấu từ trên pin xuống dưới bộ ấy. Còn chú lại còn gửi có thêm ba cái bóng, ba cái chứ. Ba cái luôn. Đây rồi, đúng không? Ba cái bóng này, đây là cái gì đây? Chưa biết được cái bộ đổi nguồn ra hay là không phải đâu, cái bộ này sạc sạc cái gì nhỉ? À đây là bộ sạc vào cái này, chắc có thể là nó sạc vào đây. Rồi cứ tí nữa sẽ có táp lô mà, có táp lô hướng dẫn, yên tâm. Hôm nay thì chú đọc hẳn hoi rồi bắt đầu mới lắp đặt. Đây, bên này là còn cái cục này như kiểu cái cục nạp ấy, như kiểu cục nạp trên ô tô rồi. Nói chung là mình chưa sử dụng, mà tí nữa mình sẽ đọc kỹ hướng dẫn sử dụng, nào lắp xem cái cục cái này nè, cái cục tích điện đây. Cục này cục tích điện đấy. Ừ, đấy. Đây có cả nguồn cắm ra điện, chắc ra bên này điện DC. À đây điện đây là điện vào này. Đặt cái này. Được rồi. Đấy, nó dựng đứng lên. Đây là điện vào là chắc rồi. Cứ âm dương. Xách luôn cho vào balo đi. Còn đàng hoàng luôn. Đấy bên này thì có bóng báo này, có các nguồn cổng sạc này. Rồi thì các cái đầu jack để cắm cũng sạc này. Cái này chắc. Còn đây là điện 220 này. Đây là điện TV không nhỉ? Rồi tí nữa để xem công suất. Rồi ok, thế đã. Đấy hiện giờ chú cháu Đồng Hải đã khui hộp ra rồi, tất cả mọi cái. Nói chung là chưa đọc được kỹ nhưng mà thấy rất là chắc chắn, rất là hoành tráng. Đây là thông số kỹ thuật này, là trạm phát điện năng lượng mặt trời 400W. Lớn đấy, 400W là lớn đấy. Pin lưu trữ là 9000A. Có cả cổng nối thêm bình lưu trữ ngoài, có nghĩa là thêm cắm thêm cả bình ngoài nữa để thêm nữa được. Còn cái này thì của nó đã lưu trữ được 9000A này. Cổng ra AC điện 220 là 400W, sử dụng thiết bị điện công suất tối đa là 400W. Đấy là được phép sử dụng đến 400W nhé, chứ không phải đấy đâu. Cái quạt của mình nó chỉ có mấy chục watt, 100W thôi. Còn đây là cổng 12V, là USB thì có hai cổng USB 5V và một cổng 12V. Cổng 12 và cổng 24V nạp bằng tấm lượng pin năng lượng mặt trời, điện lưới là 6V, có tẩu sạc ô tô. Đấy cái tẩu lúc nãy chưa nói là cái là tẩu sạc ô tô đấy. Nạp điện thoại các thiết bị có điện từ 3 đến 6V, sử dụng các thiết bị điện áp 12V như quạt, chiếu sáng, sử dụng các thiết bị 220 công suất tối đa là 400W. Đây là rất là lớn đấy. Đây là nhà cung cấp của công ty cổ phần đầu tư Bách Anh, địa chỉ là D13 Lê Trọng Tấn, Hà Đông, Hà Nội. Đấy cái này là cái cơ sở mà người ta sản xuất cái tập pin này này. Nói chung cái này thì thật sự là chú cháu mình ở đây không cứ nói là vợ chồng cháu đi thì sử dụng thoải mái, phải đem tivi lên, chắc chắn đem tivi lên rồi. Đây nhá, đây là cái phiếu bảo hành cháu ạ, cái phiếu bảo hành của cái trạm máy phát điện năng lượng mặt trời này này. Đây là phiếu tên sản phẩm là trạm 400W pin năng lượng mặt trời là 110W và ngày bán là ngày 07/10/2022. Đấy, thời gian bảo hành thì của cái trạm này này, họ là bảo hành cho mình được 12 tháng và cái tấm pin ấy thì người ta bảo hành cho mình những 5 năm. Cháu hiểu chưa? Đấy nên làm sao có nghĩa là mình sử dụng nhưng mà với điều cẩn thận, không được làm rơi, không được thế này ném đá vào chẳng hạn, nó như thế thì cái của bên đại người mà cái này thì nó là cái mình dùng thiết thực nhất. Hôm nay chú rất vui cho cháu là đã được chú Long ở trong quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh ấy, mà cái chú mà hôm đã gửi cho chú cháu mình cái cưa xăng
Đấy thì hôm nay chú thấy tình hình là điện đóm của mình trên này nó không có, để sạc điện thoại cũng không có, hết pin thì lại phải chạy xuống dưới phố kia để sạc, mà cái chuyện quay phim rồi sinh hoạt các thứ này rất cần đến điện. Các chú đã gửi đến cho cháu, cái này là cho cháu nhá, vâng. Đấy không phải là cho chú cháu mình, mà là cái này là cho cháu, cái bộ máy phát điện năng lượng mặt trời này. Đấy, coi như cái này thì nó rất thiết thực cho cuộc sống, rất cần thiết những lúc này đây. Đấy, nên đến giờ phút này cháu vui không? Có, vui hả? Đấy, thì bây giờ cháu có lời gì nói với chú Long nào? Cháu có lời chúc tới chú Long và cả cô và cả nhà luôn luôn mạnh khỏe và làm ăn phát đạt phát tài. Đấy, tinh thần nó như thế, thì chú cũng thay mặt cho chú Long là dặn dò cháu như thế này. Thì vợ chồng cháu thì trước nay sống đã rất hạnh phúc rồi. Đấy, cuộc sống thì nó gian nan, khó khăn, vất vả, và cháu đã có ý vượt lên. Nên chú chỉ mong rằng là cháu luôn luôn phát huy được những cái tinh thần như thế, tuyệt đối không chơi bời vớ vẩn, không cờ bạc, không rượu chè. Đấy, nó là như thế, để được không phụ lòng với tất cả những các mạnh thường quân, những người đã giúp đỡ cháu. Kể cả những người ta không giúp đỡ bằng cái vật chất, nhưng mà người ta thông qua các kênh, người ta động viên cái tinh thần cho cháu. Cháu hiểu chưa? Đấy, tinh thần nó như thế nhá. Bây giờ là cháu Xính đang ngồi trên mái nhà để cháu đang lắp buộc cái dàn năng lượng này. Thế là vì nói thật, lý do là mình rất muốn lên để mình lắp, nhưng mà người mình cái trọng lượng nó lớn quá, cái tấm pro này thì nó không chịu nổi, nên do đó thôi để cháu lắp cho đảm bảo, chứ hôm nay là cháu Trương không được lắp. Trương mất uy tín. Mặc dù hôm nay Trương là ô cái này phải răng hẳn tận dưới kia cháu ơi, nếu không cho hẳn lên trên mái đi, cho tịt hẳn lên trên này, răng sang bên này thì nó mới răng được cái ấy kia. Đấy, vì lý do là nhà mình ở trên này nó không có cái địa điểm để lắp nó thuận tiện, nên sẽ phải lắp vít vào những cái đinh vít của cái mái vừa lô này, nhưng mà cũng rất chắc chắn mọi người ạ, cứ yên tâm. Cháu gập hai vào, gập chập đôi dây vào. Gập trên hai dây đúng không ạ? Gập thì bây giờ mình gập luôn một lần có phải hơn không? Gập luôn một lần vào đôi, xong một tí nữa cháu buộc phát thì tí nữa cháu luồn nào được nữa. Luôn khó luôn ấy, luôn ấy. Ngay từ đầu người ta buộc luôn, xong người ta kéo được hai cái phía bên dưới đã thì tí nữa ta giằng phía trên này. Dây nó càng đỡ dài bao nhiêu thì nó càng chắc bấy nhiêu. Đúng rồi, nó nằm với cái khung cái bé này thì tốt này. Cái khung bé này nó vừa vào đinh này. Cái này bây giờ là con, là cháu rồi nhờ. Con của nó đấy. Cháu đấy. Chưa lớn. Cái này thì tha hồ xem tivi nhờ. Chắc chắn là tha hồ xem tivi rồi. Cũng xem ít thôi, cần xem nhiều, xem vừa thôi để còn thời gian. Ừ, để thời gian còn không, để thời gian còn làm việc khác. Quá tuyệt vời luôn nhỉ, cần thiết mình đấu thêm vào cái bình kia cũng được. Thôi chú xuống đây, không lúc vỡ cái tấm lợp này chết dở đấy. Thế nha. Mấy cái chỗ nứt đằng sau này lúc phải lấy cái băng dính vào đấy nhá. Cái tấm vào lô này này. Lúc nó rột xuống là nó mục hết cây que trong nhà đi. Đấy, hiện giờ là cháu Xính đang lắp cái dàn năng lượng mặt trời ở trên mái nhà kia. Vì mình nặng cân quá nên mình không thể lên trên đó được. Vì tấm lợp pro nó rất là yếu. Mình lên thì có lẽ là rắc rắc, lúc lại phải đi mua pro khác, mà đưa tấm pro lên đây thì 50.000 tiền công họ cũng không chở mọi người ạ. Mua tấm lợp có 40.000 mà chở 50.000 thì họ cũng không chở luôn. Đấy. Thì cháu Xính đã đang lắp sắp sửa xong rồi. Ở bên trên ấy thì mình lấy dây để mình níu vít vào các cái đông đinh thôi, chứ mình không thể vít ốc được. Đấy, mình rất vui mừng cho vợ chồng của cháu Xính đã được bác Long ở trong Sài Gòn ấy đã hỗ trợ cho một bộ năng lượng cái công suất tương đối lớn. Nó coi như là dùng được đến 400W cơ.
Thế hiện tại là mọi người vẫn đang sạc điện thoại này, đang sử dụng, nói chung là rất là tuyệt vời luôn. Cái này có cả đường AC, đường DC, do đó coi như rất tiện dụng cho tất cả mọi công việc. Kể cả khi trời nóng có thể sử dụng cái quạt nhỏ để quạt nó rất là tốt. Hoặc là sử dụng cái thiết bị TV chẳng hạn để nghe nhìn, để nó con người cũng sẽ nâng được thêm những cái trí thức, kiến thức lên. Rồi cũng là thay mặt cho vợ chồng của cháu Xính thì mình sẽ cảm ơn ông bạn già Long rất nhiều, và cũng đại diện cho vợ chồng cháu Xính là coi như là nói lời chúc gia đình của ông bạn già là luôn luôn mạnh khỏe, làm ăn phát đạt và gia đình luôn luôn hạnh phúc.